Argentina, Colombia, vũ điệu cuối của Messi. Trận chung kết Copa America 2024 với Colombia nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để tiền đạo 37 tuổi Lionel Messi đoạt thêm một danh hiệu lớn cùng tuyển Argentina. Messi sẽ sang tuổi 39 khi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Nếu dự giải đấu này, đội trưởng tuyển Argentina sẽ có cơ hội phá kỷ lục chơi nhiều trận nhất tại World Cup, 26 trận, của chính anh. Messi cũng có thể cải thiện thành tích ghi 13 bàn tại World Cup, hoặc phá kỷ lục 16 bàn của cựu tuyển thủ Đức, Miroslav Klose. Nhưng như chính tiền đạo 37 tuổi thừa nhận, anh không chắc có thể dự World Cup 2026 vì gánh nặng thời gian. Messi đã giành mọi danh hiệu ở cấp độ đội tuyển trong 3 năm qua, gồm Copa America 2021, World Cup 2022 và Siêu Cúp Liên Lục Địa. Vì vậy, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami tỏ ra bình thản trước trận gặp Colombia trên sân Hard Rock, Florida, khác với sự căng thẳng khi đấu Brazil ở chung kết cách đây 3 năm. Tôi bình tĩnh chờ đợi ngày diễn ra chung kết, Messi nói. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tôi bình tĩnh hơn nhiều so với trước đây. Tôi muốn tận hưởng mọi thứ nhiều hơn nữa, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc chứ không phải để thời gian trôi nhanh. Chỉ cần sống trong khoảnh khắc và khi nó đến. Hãy tập trung và xem trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Sau chức vô địch Copa America 2021, World Cup 2022, Messi có thể có màn chia tay hoàn hảo bằng cách giúp Argentina vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp. Họ chỉ từng đạt thành tích này khi vô địch Copa America 3 lần liên tiếp vào năm 1945, 1946 và 1947, với World Cup không được tổ chức trong thời gian đó. Thử thách cuối cùng của Messi sẽ là Colombia, đội thi đấu ấn tượng nhất từ đầu giải. Colombia bất bại 28 trận gần nhất trên mọi đấu trường, 25 trong số đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đương nhiệm Néstor Lorenzo. Họ phá kỷ lục bất bại trước đó là 27 trận được thiết lập giai đoạn 1992-1994 với thế hệ các danh thủ như Carlos Valderrama và Freddy Rincon. James Rodriguez như hồi xuân khi góp 6 kiến tạo, giúp Colombia ghi 12 bàn, thông số tốt nhất giải. Rodriguez cũng trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong một kỳ Copa America, phá kỷ lục 5 kiến tạo của chính Messi khi cùng Argentina vô địch Copa America 2021. Tiền vệ 33 tuổi là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải, bất chấp kết quả trận chung kết. Chúng tôi đã xem trận bán kết của Colombia, Messi nói. Họ đã không thua suốt thời gian dài, có nhiều cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn và đá quyết liệt. Các trận chung kết luôn khác biệt. Nhưng chúng tôi đang làm tốt và đang tận hưởng mọi thứ. Những ngày qua, tôi ngủ ngon, không gặp vấn đề gì. Chúng tôi cũng ngủ muộn vì thức nói chuyện và chơi bài. Chúng tôi đi ngủ muộn nhưng vẫn ngủ ngon. Colombia hòa 5, thua 6 và chỉ thắng 1 trong 12 lần gặp Argentina gần nhất trên mọi đấu trường, với chiến thắng 2-0 ở vòng bảng tại Copa America 2019. Hai đội từng chạm trán tại bán kết Copa America 2021. Sau khi hòa 1-1 ở thời gian chính thức, Colombia thua 2-3 trên loạt luân lưu khi Davinson Sanchez, Yerry Mina và Edwin Cardona đều đá hỏng. Argentina thắng, thua 3, hòa 5 qua 15 lần gặp Colombia tại Copa America. Colombia có lần thứ 3 vào chung kết Copa America sau khi vô địch năm 2001 và giành Á quân năm 1975. Trong khi đó, Argentina là đội giàu thành tích nhất với 15 lần vô địch Copa America bằng Uruguay. Nếu thắng Colombia trên sân Hard Rock, Argentina sẽ độc chiếm kỷ lục này. Siêu máy tính Opta đánh giá Argentina vượt trội với 50,9% cơ hội thắng trong 90 phút so với 25,4% của Colombia. Theo điều lệ giải, chung kết Copa America 2024 là trận duy nhất áp dụng hiệp phụ nếu có tỷ số hòa trong 90 phút. Theo Opta, khả năng hai đội đá hiệp phụ và thậm chí loạt luân lưu là 23,6%. Argentina thắng hai loạt luân lưu gần nhất tại Copa America, trước Ecuador ở tứ kết năm nay và chính Colombia vào năm 2021. Nhưng họ thua 3 trong 4 trận chung kết gần nhất tại giải trên chấm phạt đền, trước Brazil năm 2004 và Chile trong cả tháng 2 năm 2015,
2016. Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Argentina có 63% cơ hội bảo vệ danh hiệu, so với khả năng vô địch của Colombia là 37%. Đội hình dự kiến: Argentina, Martinez, Molina, Romero, Lee. Martinez, Tagliafico, Depay, McAllister, Lo Celso, González, Messi, Alvarez. Colombia, Vargas, Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica, Rigoberto, Lema, Di, Arias, Rodriguez, Díaz, Córdoba. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.